Đây. Này con gái con đi chơi ô. Đây xin chào mọi người. Hôm nay qua trại sinh sản của một chú ở bên Đông Anh, em quay cho mọi người đây. Chia sẻ kinh nghiệm nuôi sinh sản với mọi người luôn. Đàn này là con của bố là con oan mọi người nhé. Oan mà bọn em quay video lên người khổng lồ xanh ấy. Đây. Đẻ đông quá nên là phải cho thêm bú thêm sữa ngoài. Nói chung là cái dòng Mali này thì đặc điểm của nó là đẻ rất là nhiều, đẻ sai. Nên là để đảm bảo dinh dưỡng cho cháu con ấy thì bọn này là được bao ngày rồi chứ nhỉ? Hơn chục ngày mới vừa mát rồi. À. Để sai mà hơn chục ngày đã mở mắt rồi chứ nhỉ? Ờ đẹp đấy. Nó 11 ngày là nó mở mắt. Thế hả? Cháu tưởng ở ngày cháu tưởng là một con thì là mới 11 ngày, còn càng nhiều nó càng lâu mở mắt. Nhiều nó không lâu đâu. Thế hả? Chỉ 11 ngày 3 ngày thôi. Ta này được nửa tháng rồi. Hơn chục ngày mà cứng nhỉ? Cứng cáp đấy. Đây lại hứa hẹn một đàn thần kinh siêu căng cho mọi người nhé. Đây chú này là chú nuôi sinh sản cho trẻ em rất là lâu rồi. Con mẹ là con Nicho đúng không chú? Con mẹ là con của Ikodo. À Ikodo. Ikodo là em của con Ikotech. Đấy anh em là Ikotech. Không biết là em hay là anh. Đây đây là mọi người thấy có yếm trắng này. Oan cũng có yếm trắng rất là to luôn. Con kia xinh chưa? Mõm to. Chú cho uống sữa ngoài là từ mấy ngày chú? Từ mấy ngày là bắt đầu cho uống sữa ngoài? Ngày. Chú này là kinh nghiệm nuôi rất là dày dặn rồi. Nên là chú sẽ chia sẻ với mọi người. Như đàn này là tầm chục ngày là chú bổ sung thêm sữa ngoài cho bọn nó. Sữa này sữa trẻ con đây đúng không chú? Ừ. Đàn con đầu to hôm nọ đẻ 10 con nó bị vươn vú ấy, chết mất hai con luôn, phải uống sữa bù sữa từ 3 ngày. Sữa ngoài hoàn toàn luôn hả chú? Rồi vào và quay. Không, giờ mẹ khỏi rồi, bù sữa à, mẹ rồi. Vâng. Chú cũng gọi nó là con đầu to luôn à? Ờ. Con đấy đầu to thật. Đây là đối với kinh nghiệm nuôi chó như thế này ấy, thì không ai nói hay được hoàn toàn. Nên là anh chị nào mà có kinh nghiệm gì có thể bình luận ở bên dưới ấy, chia sẻ với cả bên em. Thì cũng như là để chia sẻ với cả những người khác nữa. Đàn này sau đỏ lắm đấy chú nhở? Đỏ. Này. Đỏ to. Nhận gạch luôn từ bây giờ. Đấy được dù cả 11 con mọi người nhá. Xinh không? Rồi xin chào mọi người.